Con chào Đồng Ống, ông xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật cái giá chả lụa nha quý vị. Chả lụa giò thủ, chả lụa rồi những mặt hàng liên quan như xúc xích rồi quý vị. Chỗ chả lụa Lộc Tú quý vị. Hôm Tết tới giờ thì bên cập nhật cái giá thì hôm Tết chứ bây giờ nó có thay đổi không có gì để cho khán giả bà con người tiêu dùng á biết được cái giá để cập nhật quý vị. Bây giờ là 7:30 sáng quý vị, 7:30 sáng ngày 6 tháng 3 năm 2024 quý vị. Cái này là ăn gì em? Cái đó là tôm sườn lông mây vàng. Tôm hả? Đây con tôm á hả? Dạ con tôm, nhưng mà cái này nó là chả tôm là cái hình á. À cái này bởi vậy. Chả đó quý vị. Đúng rồi, kiểu chả lụa mà hình định hình nó giống như hình tôm vậy đó. Ờ có chân thẳng lên nè chú bộ. Ý như tôm luôn, khác gì á. Cái này là một bịch này là nhiêu? À, ồ 50.000 bịch như 50.000 như vậy. Bên em bổ sung thêm nhiều món. Rồi. Giống như cái mực vòng nè. Mực vòng đó. Mực vòng. Là nhiêu? Cái này 80.000 ký. À 80.000 ký. Một bịch này là tịnh là 1 ký luôn. Ký luôn. Ký 80.000. Cái này anh đi lấy cái chỗ người ta chiên á. Rồi. Cái đó cũng ngon. Cái này là cái gì em? Chả mực chả tay ạ. Chả mực chả tay này là nhiêu? 60.000 một vị, vị đó. Và nửa ký là 60.000 quý vị, là ký 120. Nhiều lắm. Cái này là anh có chả cá mô phỏng sò đẹp nữa. À. Đồ hủ phô mai nữa. Chả cá mà mô phỏng giống như sò đẹp đó. Dạ. Đấy này nha, mô bên đây là nhà nhiêu? Bịch đó 70.000. 70.000 nửa ký ha. Dạ. Nửa ký 70.000. Dạ. Cua hoàng đế. Cua hoàng đế thì 65. Mà cái này phải cua không hay là không, cũng chả cá. Ở mức chả cá luôn 65.000 mà ta giả giống cua hoàng đế. Đánh dấu ngày thì 65.000 nửa ký quý vị. Mà cái đó nó là mực an toàn mà. Mà hay ha. Chị đưa 10 đi coi chị Năm nè. Đó, đúng rồi. Trời ơi. Sumi. Dạ. Cái này là nhiêu? Cái đó 50.000 hả? 50.000. Đậu hủ phô mai á, đậu hủ phô mai cá. Đậu hủ phô mai cá, mang dạ. Tiếng đậu hủ mà bằng cá. Cái này nè, mình lúc trước đó là hàng Việt Nam mình chưa có làm được, là mình lấy cái hàng Thái. Hàng Thái thì nó mắc, hàng Thái thì nó đến 80.000 một bình. Còn cái này là hàng Việt Nam, hàng này cũng mắc. Đúng rồi. Hàng này thương hiệu cũng mắc luôn. Rồi. Là 50.000. 50.000. Thì khi mà Việt Nam mình làm được thì cái thành nó rẻ hơn, mà chất lượng của nó cũng tương đương. Đúng rồi. 10 thì cũng đúng, phải 90 thì được. Rồi. Bán gì chị kìa? Mặt hàng phong phú lắm quý vị. Đó, trà bông có khô bò được luôn. À, trà bông khô bò. Trà bông đó là bao nhiêu? Rồi, chị này mua là 350. À, trà bông đó 350. Khô bò nhìn cái miếng hấp dẫn ha. Khô bò là bao nhiêu tiền ký? À, khô bò miếng lớn lắm nha quý vị, 500.000 ký. Xúc xích này là nhiêu? 35.000 một gói ạ.
Ồ, 35.000 hấp dẫn quý vị. 35.000 gói là nửa ký 35.000. Còn này. Nè, 50.000. À, da bao nửa ký 50.000, còn cái này. Da em 1 ký. Dâm bông 50.000. Không da, không có da. Không có da. Là cũng 50.000, còn cái giò thủ này nhiêu? 40.000, 80.000 đồng ký. À, rồi. Dạ, cái nem nướng 38.000 một gói. À, nem nướng 38.000 đồng gói là nửa ký với 38.000 quý vị. Nửa ký là tươi rẻ ha. Nửa ký dạ, nó tương đôi rẻ. Ở đây ngoài ra còn bán chả lụa quý vị. Chả lụa. Chả lụa giò thủ ở đây là họ sản xuất luôn nha quý vị. Chỗ em lại sản xuất. Cái chả chiên này nhiêu 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 ký? 100.000. À, 100.000. À, 80, 100, 120 chả chiên nữa gì? Ở đây có chả quế rồi, sau này ha, hết là sao không thấy quý vị? Chả chiên là ngon nhất là 150 ha. À, chả chiên. Chả ở đây em bán lại ngon đó là 150 với 120, lại thường là 100 với 80. Rồi cái chả đó theo thông tin của bà chủ thì ngon nhất của nó là tới 150 luôn. 80, 100, 120, 150. Bốn loại giá luôn. Đây là chả lụa quý vị. Ủa chả lụa còn có nhiêu đây hả? Dạ đang hấp hả? À đang hấp hả? Hết hả? Hết. Đúng rồi, chả nóng luôn, đang hấp trong đó, khói lên ghi nhút á. À, chả lụa là ở đây mình bán rẻ nhất là nhiêu, mắc nhất là nhiêu? Ở đây á, tại vì em làm theo nhu cầu á. À. Giống như có mấy miếng ăn mà đòi hàng thường nhất á, thường nhất là 60.000, nhưng mà hàng 60.000 đó là em lấy qua tay thôi chứ em không có sản xuất. Đúng rồi, đúng rồi. Riêng em sản xuất là từ 80.000. À, 80.000 đồng ký quý vị. Đúng 80, 100, 120, 150. Đúng rồi. Còn như hôm Tết đó, có ngày chỉ có một ngày 30 Tết là ảnh có ra hàng 200 á. Ờ. 200.000 luôn. Ờ, là chỉ có một ngày 30 Tết thôi. Thì chả nó cái giá nó dao động vậy đó quý vị, 80.000 là có cái chả là 100.000 là 120 đầy đủ hết quý vị. Này là đó quyền. Quá wow, sực. Hỏi một cái là một cái này là viên thả lỏng quá. Viên giống như combo thả lỏng quá là người ta có nè, cái món này nè. Đúng rồi. Cái này là nhiêu mấy chục ngàn? Thường là 50.000 hết. À 50.000. 50.000 là gói nửa ký á quý vị. Rồi vô giấc ra chưa? Cái này nay giờ bắt đầu mình vô bịch này ép chân không ha. 50.000 luôn. Này bà tê quý vị, 50.000 đồng ký. Tại vì cái này là chắc người ta đi bỏ tỉnh lẻ. Ừ. Cái máy không chân không á ha. Hoặc là vô máy là không ký. Bình tiền em rồi kìa, không chân không cái gì, bỏ vô họ ép đó. À, ép gì vậy? Ồ, mới đầu tiên là anh thổi lên hả? Anh thổi lên cái bịch cứng hả? Đúng rồi, mấy không chân không nguyên tắc là nó thổi hơi vô, rồi sau đó là nó hút ra. À, à thổi. Nè, nó giờ hút à, đó thổi sẽ xong rồi, đó hút ra cái gì, à, đó giờ hút rồi, giờ cứng nhắc à, à giờ anh cứng rồi, cứng nhắc cái gì, ba tay mà lúc lắc cái cứng nhắc, dẻo dẻo, đó đây là đang dở ra rồi cái gì, đây là chả lụa hay là giò, chả lụa,
À, chả lụa là giò là bảo à. Là người bán ha, ai biết đâu. Vớt ra là cái gì? Mới à, đây là vớt ra là. Ở đây em có bắt tinh không khỏi luôn. Bay luôn ha. Dạ. Bạc này 1 ký. 1 ký. Ừ. Cắt ra được không? Cắt ra xem. Cắt ra thử để cho khán giả xem luôn. Thì mình có đặt hàng thì cứ gọi điện thoại trực tiếp cái gì. Gọi điện thoại trực tiếp cho cơ sở sản xuất nha quý vị. Hôm Tết thì bận quá thì hàng 120 em không có lá chuối bên trong, chỉ có hàng 150 là có lá chuối thôi, lá chuối trần á. À. Còn nay á thì ra Tết rồi ít hàng lại rồi, hàng 120 em cũng làm lá chuối luôn. Lá chuối luôn hả? Như hàng 120, 150 là loại ngon. Có nhiều người á, người ta thích cái độ béo hơn, mềm hơn tí. Với lại làm cho lá chuối nó thơm hơn hay sao? Đâu đâu đâu, cắt ra thử. Để xem nó đang hủy nè, thấy nó thơm lã không? Ngon ghê. Ừ. Mình ấy còn ngon lắm. Này nó nóng, mình vừa cắt ra thì nó sẽ bị thơm cái bề mặt đó. Ừ. Để bà chủ qua cắt ra mình xem thử ra sao. Đẹp quá ha. Nó phồng căng bề mặt. Cái này nè là nó chưa cái chín căng đâu, cái này là phải để vô bếp thêm khoảng 15 phút nữa. Cái này là nó mới vừa chín tới, nó chín non nên nhìn ở giữa nè, mặt ở giữa nó còn hơi mềm nè. Xung quanh nó cứng nè, thấy không? Anh ơi, cho vô anh này nó chưa chín tới, chưa chín sâu. Ở giữa nó còn mềm, cho vô bếp nữa đi. Mềm. Mà cái này là mình ăn liền được. Ăn được. Cái này mình ăn liền thì được, nhưng mà mình để qua ngày là nó sẽ hư á. Vậy hả? Có khi là đến chiều là nó sẽ hư ở bên trong. Tại mình hói vớt ra quý vị, đó là lỗi tại mình. Rồi. Video của mình là kết thúc đây nha quý vị. Thì mọi chi tiết liên hệ thì cứ gọi trên màn hình video á, anh cọc á chứ cũ luôn rồi. Bỏ vô áp tiếp. Để áp tiếp chứ này là rồi. Để ở ngoài là đến chiều nó sẽ bị hư từ bên trong. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi đây quý vị, cái cơ sở thì đây quý vị, mặt tiền đường Nguyễn Thị Sóc quý vị. Và chia sẻ nhiệt tình của bà chủ thì cũng có cắt ra cho mình xem quý vị. Tại mình cũng gấp công chuyện mình đi về thì ở đây nè quý vị, ở đầu đường Nguyễn Thị Sóc á, mình đi thẳng vô qua chợ quý vị, qua chợ mấy tay trái, qua chợ mấy tay trái là thấy cái chả giò lụa Lộc Tú quý vị, 200m mấy tay trái ngược đường, tại vì mình đi về bên kia lề phải á, còn bên đây là bên lề trái. Nếu mà ở ngoài đầu đường Nguyễn Thị Sóc đi vô là bên đây là thuộc lề trái, chợ đầu mối đúng không ngon thì bên lề phải, nó bên đây bên kia là chợ đầu mối ngon quá vậy. Thì đến đường Nguyễn Thị Sóc thì mình gọi điện thoại cho cơ sở quá vậy. Cái số điện thoại trên màn hình video á, mình gọi điện thoại rồi để liên lạc với lại cơ sở thì ta hướng dẫn mình đi đến, mình mua ủng hộ vậy. Rồi video của mình kết thúc. Nếu quý khách hàng của chị khán giả thấy video này có ích vậy thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.